Welcome cả anh em trở lại kênh DHBG của ngày hôm nay. Tiếp tục với con game mới Tây Du Thần Ký thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày thứ hai. Ngày hôm nay thì anh em dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng đây. Đầu tiên anh em chú ý cho mình cái quan hệ triệu hồi tam giới. Cái chắc anh em mới sẽ không ý. Trong này thì nó sẽ có hai tiệm. Một là anh em đổi tướng bên phải ấy. Đây nó sẽ có tất cả tướng cho anh em này. Tiên nhân yêu thần ma. Về này mình thấy về sau anh em tích đổi mấy con thần ma sẽ ngon hơn. Mấy những con game này về sau nó có thêm hệ yếm ấy mây. Đây là thánh bên phải ấy. Và bên trái ấy, thì nó sẽ là cái tiệm đồ nguyên liệu. Đây, góc 7 giờ em chú ý. Tiệm này thì nó sẽ có đá này, mảnh ngọc hồn này. Quan trọng nó sẽ có cái cụ x em ơi. 35 nguyên liệu bằng 20 mã x. Mở x đầu game anh em cần rất là nhiều. Mở nguyên liệu tiệm này ấy, thì nó trùng với nguyên liệu anh em đổi tướng. Anh em chơi mấy con game dạng này cũng biết đấy. Đổi tướng này rất là củi lên ấy. Anh em tối ưu đừng có đổi trong này, anh em đổi tiệm nguyên liệu nó ok hơn. Tiệm này anh em ưu tiên cho mình cái x tướng trước rồi đến cái đội an sủng. Dư điểm ấy thì anh em đổi mấy cái phù mấy đá cùng với cái mạnh hồn. Nói chung là cứ đổi x xong đến cái lội đan là ok. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về cái tiệm bảo khố nhá. Để nó gần cái cầu phúc. Game này mình thấy nó cho cái vé quan hệ rất là ngoài mây. Quan hệ nó chỉ có 300 ngọc thôi. Bình thường như mấy con game trước ấy, nó tốn tận 1.000 ngọc mà game này chỉ có 300 lên ấy, xúc hàng ngày cho mình. Được cái game này anh em cày play được VIP, kiểu gì là cũng lên được VIP 3. VIP 3 ở trong cái quay tướng anh em sẽ nhận được thêm tướng khi đủ 1.000 điểm. Nói chung là nhớ xúc cho mình nhá. Còn về cái quan hệ 600 anh em bỏ qua mình. Điểm ngọc hồn này, lúc đầu anh em có thể khô máu mua không được. Cái ngọc hồn này để anh em đổi trong cái tiệm hồn em ơi. Đây mình sẽ cho anh em xem luôn. Đó là cái tiên thuật thì phải. Đồ anh em sẽ cần mảnh hồn bình thường ấy là 2k, mấy cái hiếm là 2k dưới và nó có giảm giá ấy. Mình nhớ nó bán cả bằng ngọc nữa, nhưng mà thà anh em mua cái ngọc hồn ấy ở trong này rồi anh em vào cái thương thuật mua ok hơn. Nếu hai đầu tiên anh em mở khô máu bỏ ra 1.600 ấy là em sẽ đủ 2.000 ngọc hồn. 2.000 anh em mở hết hết reset ra ấy là sẽ được cái thiên thuật mong muốn. Tiên thuật này lúc đầu anh em chú ý cho mình cái liên kích cộng với hút máu ấy. Tốt nhất là cái này anh em từ từ học. Anh em xem ấy, ở cái ngọc không biết cái này nó gọi là gì nhỉ? Thì trang bị này, nó phần trang bị ấy, đây nó là hai cái dưới nhá. Nó tên là ngọc cái mây. Anh em xem ấy, trong hai này nó ra hút máu hay là liên kích thì anh em học cái học lại nhá. Ví dụ như cái ngọc này ấy, mình có liên kích thì cái kia mình sẽ học hút máu. Còn cái này ấy, mà có hút máu thì tiên thuật kia mình sẽ học cái liên kích. Nói chung em cố gắng thiết kế hai dòng ấy mình. Một là hút máu, hai là liên kích. Và nhớ liên kích thì nó có liên kích vật lý cộng với liên kích phép thuật, đừng nhầm nhá. Và về phần tướng như mình đã nói đầu vô ấy, lúc đầu game anh em cố gắng thiết kế chơi thuận lợi, sát thương vật lý thì vật lý, sát thương phép thì sát thương phép. Vì sao? Vì ở trong tông môn thì nó sẽ có cái bí pháp tông môn. Đây anh em sẽ được lưng lực sĩ tức là vật lý, thuật sĩ là phép, vệ sĩ là tanker này và phương sĩ là mấy con hỗ trợ. Đây hiện tại mình đang dồn mắc lực sĩ em ơi. Mang tiếng là mình có con thuật sĩ. Nhưng mà arc này mình xác định là chơi full lực sĩ. Cái con thuật sĩ kia về sau mình sẽ cho làm phôi để lên con búp. Bây giờ mình vẫn còn điểm nhưng mà hết xu rồi. Chắc ngày mai mình lương em ơi. Hôm nay mình nghỉ kinh tinh hết ngọc không mua được xu ấy. Nên là bị thỏi ấy. Đáng nhắc ngày hôm nay mình phải lên được tầm 220 mấy k cơ. Nhưng mà mình nghỉ kinh tinh ấy chỉ lên được có 212k rất phí em ơi. Về kẻ thù này anh em cố gắng canh hết nhá. Anh em mở lá hít là sẽ thêm khá là nhiều điểm chú ý cho mình. Hiện tại mình mới đánh được 2 lần. Cho mình sẽ quét thêm đi. Xem bảng nào. Hiện tại mình đang hạng 4 này. Đêm 300 vạn. À đâu, 33 vạn nhầm. Đầu thử quét thêm lửa lửa nhá. Vẫn hạng 4 em ơi. Lên 47 này. Rồi cho mình khô máu thêm đi. Sau đợi có ngày ấy, mình sẽ cố gắng quét nhá. Đây bình thường mình quét được 2%. 6 lượt thì nó tương đương với 12%. Chắc đợi còn tầm 7-8% rồi mình sẽ quét an nhá. Mình chỉ sợ là mấy cái bạn top on ấy thì thôi. Nói chung là anh em mở canh ấy được thì cố gắng canh cho mình. Được cái game này ấy, khi mà anh em đánh sang bot mới thì nó sẽ không lượt nhá. Bình thường như mấy con game khác sang qua bot mới thì nó sẽ hồi full lượt. Nhưng mà game này nó không hồi em ơi. Nó chỉ cố định 2 lượt vào đi cộng với 4 lượt mua thôi. Về phần ngọc ấy anh em chỉ cần mua cái lệnh phe, lệnh quay tướng trong cái cửu thế T2 ngày đó ok nhá. Về trong cửu thế ngày mai mình đã full 30 tầng, tức là mình lên 60 tầng. Về trong tiệm ấy, à khoan á, mình mua hết em ơi.
Biết rồi. Rồi ngày mai nó mở tầng 65 ấy, được mua thêm 3 lệnh quay này. 70 được thêm một lệnh quay hệ này. Quay hệ trong này chỉ có 300 thôi. 3 vé quay tương đương với 110. Nói chung Kim bảo anh cứ mua cho mày nha. Ô khoan á, về sau ấy, tướng ấy 210 ấy, tức là một con chỉ tương đương với 500 thôi. Nói chung trong ngoài anh em mua hết cho mình. Cộng với trong bảo khố thì em cứ mua vé quay này, cộng với quay hệ hàng ngày. Xin mời anh em mà vào cuối tuần ấy có thể mua thêm cái đấu pháp để mình làm tí dương. Cũng có thể không báo mua thêm một cao hồn hay đầu tiên để anh em học cái thiên thuật. Hơi tiếc tí là mấy gánh ngọc của mình ấy không có cái nào nó tăng liên kích hoặc là hút máu ấy. Cái này thì nó cũng có rèn ấy. Nhưng mà nếu anh em mà rèn ấy, đừng có rèn đá tím lên nhá. Anh em rèn đá tím nó tốn rất là nhiều nhiệm luôn. Nên có rèn anh em rèn mấy cái cục cù trước đi. Và rèn lam thôi nhá. Vì chắc mình sẽ rèn này đi. Vì rèn một phát tốn tận 150. Thế tính ra gần 20 lần ấy thì nó tương đương với một cái thiên thuật ở hiếm ở trong tiệm. Hơi phí nhở. Nên chắc mình sẽ không máu tí em ơi. Mình sẽ reset 2-3 lần đi. Hy vọng ra liên kích vật lý hoặc là phép thuật nhá. Hút máu cũng được. Hy vọng mong manh. Sau khi hồi sinh, hồi toang em ơi. À hết xu em ơi, hồi bỏ qua em ơi. Tí kiếm em xu mình sẽ liều thêm 2 phát nữa. Ngày mai ở cái xuất sơn ấy, hình cái kiếm này ấy, mình đã đến cái tầng 247k rồi, đang kẹt tầng em ơi. Cái này nó có thời gian nên em cố gắng tối ưu chiến ấy để mình leo kiếm thêm huy hiệu nhá. Như tầng này mình được thêm một quan hệ này tương đương với 300, 200 ngọc, tổng cộng là 500 ngọc cộng với 55 vạn đồng, khá ok. Và anh em mở thiếu phôi để lưng sao chú yêu mình. Ngày mai ấy, mình thiếu một phôi của con bên hệ yêu này, con cửu linh thánh. Mình nhớ nó cần con hùng tinh. Nhưng mà con tím mình chỉ có được 2 con, vẫn chưa đủ để lên 5 sao. Thế là hôm nay mình không máu trong cái chơi bảo các. Đây mình reset tận 38 lần bằng ngọc. 38 lần thì nó tương đương với 760 ngọc, rất soi mê. Không máu mà không ra được một con hùng tinh nào. Thế mở lượn qua cái sự kiện đầu tiên này nhá. Đại sứ sự kiện. Nó sẽ có cái mốc là anh em lên sao tướng ăn nhầm. Nó sẽ có cái mốc là anh em đạt đủ tướng là sẽ được thêm cái dương chọn tướng. Không nhỉ? 2000 years later. Hình như nó là cái này em ơi. Quả tâm nguyện này. Không phải. Đổi tâm nguyện cũng không phải này. Chắc cái xe mới. Ở à đây. Khi mà em đạt tướng 5 sao ấy. Ở mốc 30. Là anh em sẽ được chọn một con tướng phôi nhá. Đây nó sẽ cho anh em chọn tướng phôi tất cả các hệ. À đâu. Chỉ có 3 hệ thường mình nhầm em ơi. Đây. Mày hôm nay mình reset 38 lần không ra được một con tím hắc hồng tinh để mình ghép lên 5 sao lên con yêu. Hơi phí mày. Về mốc 40 ấy là sẽ được 100 vạn này, khá ngoài mày. Và lên mốc 80 ấy anh em sẽ được chọn một con tướng nhá. Tướng thần ma. À nhưng mà như là phôi sao nhỉ? Tướng ba kỹ năng em ơi. Khi mà xong mốc này anh em đừng chọn vội ấy. Anh em đợi về sau thiếu nào anh em đổi đấy, chú ý nhá. Còn về phần tướng lúc đầu game mình nói chưa nhỉ? Lúc đầu ấy mỗi anh em thiết kế cho một con. Ngày mai mình không có con đắt kỷ, mình dồn lên con Diêm La 5 sao ấy để mình cho team chơi 5 hệ, anh em sẽ kích được thêm tí phần trăm. Với 5 hệ ấy, nó sẽ thêm HP 17%, công 12%. Anh em nông dân mở chơi này vừa được thêm phần trăm này, mở em lên sao cũng thế. Tới hiện tại thì mình vẫn đang lên qua hàng Nga. Đợi có con Dương Tiến ấy mình sẽ cho con hàng Nga làm phôi. Còn bên nhân ấy, về sau mình sẽ lên con bạch cốt tinh, xong cho con trầm hương làm phôi. Đây con bạch cốt tinh của mình ấy, thì nó cần con lứ như quốc à? Như là đủ rồi em ơi. Lứ như quốc đâu nhở? À mới được có một con em ơi, vẫn chưa đủ. Vậy đủ rồi mình lên sau ấy. Và em nhớ đừng cho con đường tam tạng làm phôi em ơi, rất là phí luôn. Con này nó có nội tại thứ tư ấy, khi bắt đầu chiến đấu nó sẽ trừ 8% tốc độ của tiên địch. Game này tốc độ rất là quan trọng, anh em chú ý. Về sau kiểu gì anh em cũng có con này trong team thôi. Ngày 7 như là cho thêm một con nữa. Đây mình yêu mình đang dồn con cứng thánh này. Đã có copy lên 9 sao. Cộng với hàng này mình ra khá nhiều yêu luôn. Đây còn thiếu một tí nữa là mình sẽ lên được 8 sao. Đây bát giới này. Đã có phôi nhá. Giờ thêm bao tướng nữa là đủ 6 sao này. Lên sao thì nó cần thêm 3 con. Tức là bên yêu này thêm 6 con nữa là mình sẽ lên được 8 sao. Mặc dù con này nó là thanh ấy, nhưng mà anh em dồn đầu game ok nhá. Đây đầu tiên ấy, kỹ năng nó sẽ gây sát thương vật lý này. Một nó sẽ gây 156% sát thương vật lý, 90% kèm yêu khí.
duy trì 2 lượt 2 ấy, nó sẽ gây 104% sát thương vật lý và hồi HP bằng 100% công bản thân. Nên anh mà dồn quay lên ấy, nếu mà không gặp mấy con phép máng như con Dương Tiến ấy, không lo chết em ơi. Cộng với con Lạp Đầu Ngộ Không, mình nhớ Ngộ Không ấy, nó đem cái hàng nhiều tướng nhất lên ấy. Mình mà xếp đầu con tay hàng trước này cho mấy con phụ sau ấy, thì kiểu gì con Ngộ Không ấy nó cũng thịt mấy con support của mình. Cộng với giờ mình chơi con tanker này ấy, nó lại bị thọt một tí chỉ số ở trong cái bang kia. Nhưng mà con này mình chơi lúc đầu thôi, về sau mình sẽ dồn Dương Tiến lên. Đây ngày mai anh em chú ý cho mình mấy cái các bạn ấy. Cuối hôm mình sẽ cho em xem cái trận PK ngày hôm nay. Hôm nay mình đánh với cái bạn là Găng Chiến. Đây bạn là Thần Tố nhá. Thua một này, thắng một này. À, khoan á. Mình xem cái bạn gần đây nhất trước nhá. Đại Thái này không biết được chiếu bao nhiêu đây. Level có 35. Đây 212k em ơi. Anh nhầm nhầm. 215k. Mình là 212k. Ok, mình sẽ xem trận này cộng với cái trận của bạn Thánh Tố kia nhá.